Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Cùng Oppo. Trong clip trước thì Vui Cùng Oppo đã hướng dẫn cho các bạn cách quá trình up cập nhật lên phiên bản Android 11 của Lotus 1 trên dòng sản phẩm Geno Pro. Và ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ giới thiệu cho các bạn các ứng dụng không gian trò chơi sẽ được sử dụng trên nền tảng Android 11 và Lotus 1 nó sẽ khác với Android 10 như thế nào và có những cái tính năng nào mới lạ hay không, thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Vui Cùng Oppo sẽ giới thiệu về sơ lược về không gian trò chơi cho những bạn nào chưa từng sử dụng. Thì không gian trò chơi này nó sẽ mang lại cho chúng ta những tiện ích. Thứ nhất là chúng ta có thể ẩn được cái icon game trên màn hình chính. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta cho game vào không gian trò chơi để sử dụng á, thì khi mà có cuộc gọi hoặc thông báo tới thì bắt đầu không gian trò chơi nó sẽ không có thông báo cho chúng ta, tránh chúng ta bị làm phiền. Và khi mà các bạn cho bị tránh làm phiền á, các bạn đang sử dụng dữ liệu mạng di động 4G các bạn, thì khi mà các bạn có một cái tin nhắn hay cuộc gọi tới, bắt đầu mạng nó sẽ chuyển sang 2G hoặc là 3G, thì lúc đó các bạn trong quá trình chơi game á, thì cái giao diện game nó sẽ bị đứng lại, nó chúng ta bị đơ máy lại, không thao tác được, thì nó chúng có thể bị mất mạng, out game. Đấy, đó là một cái mà cũng khá là hữu ích. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vào không gian trò chơi. Và cũng xin chia sẻ thêm cho những bạn nào đang sử dụng không gian trò chơi, và cũng có rất là nhiều những bạn đã đặt câu hỏi cho Vui Cùng Oppo là cái phiên bản không gian trò chơi này chúng ta có thể cập nhật lên phiên bản cao nhất được hay không. Và mình cũng xin chia sẻ luôn là cái phiên bản không gian trò chơi này có thể chúng ta không cập nhật được, là nó sẽ tự động cập nhật theo cái quá trình mà update của máy ha các bạn. Ví dụ máy của bạn đang ở phiên bản Android 10, đang sử dụng cái phiên bản không gian trò chơi là 2.0.60 đi, thì các bạn chỉ được sử dụng phiên bản đó thôi, chứ không khả năng lên được là phiên bản 2.0.61 được. Đấy. Và các bạn cũng không thể nào tự động cập nhật được, ví dụ máy bạn đang sử dụng 2.0.60 mà các bạn tải về 2.0.61 thì bỏ cái tiệm điện thoại không cho chúng ta tải ha. Đấy. Và chúng ta cùng check thử xem cái phiên bản không gian trò chơi trên Android 11 này nó sẽ là bao nhiêu. Okay, chúng ta sẽ vào không gian trò chơi. Này, không gian trò chơi. Hàng các bạn nhấn vào giữ cho nó lên hiện hai thông tin ứng dụng và chia sẻ, các bạn chọn thông tin ứng dụng. Đấy, khi mà các bạn chọn đây nó sẽ hiện được thông tin chúng ta nè. Phiên bản không gian trò chơi là phiên bản 4.0.24. Là máy mình đang sử dụng là Android 11. Thì cái phiên bản không gian trò chơi là 4.0.24 là phiên bản cao nhất. Thì thông thường là những phiên bản Android 10 nó chỉ là 2.0.60 là cao nhất rồi các bạn. Mà lên Android 11 thì nó 4.0.60.24 luôn. Cũng khá là cao. Thì cái phiên bản mới này nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm gì thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nó. Đấy, chúng ta sẽ vào lại không gian trò chơi. Đấy, không gian trò chơi thì nó, cái thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn là nó sẽ thay đổi vào giao diện này, các bạn thấy không? Những cái biểu tượng này nó nhìn mang tính hình vuông, nó mang tính về chất thể thao hơn này. Những cái giao diện, những cái đồ họa nó sẽ khác lên. Các bạn muốn thêm không gian trò chơi thì các bạn sẽ nhắm vào mũi tên. Các bạn có thể thêm bất kỳ những không gian trò chơi hoặc là ứng dụng gì trên màn hình chính luôn, chứ không phải là kiên gì về game thôi. Các bạn có thể thêm thì bạn phải nhấn vô tích vô. Các bạn thêm nó sẽ mất. Còn mình không muốn thêm thì mình tắt đi. Trên bắt đầu mình cứ xem vào cài đặt của nó ha. Trên góc tay phải là có hai dấu chấm nè. Các bạn sẽ vào cài đặt xem bên này có gì không. Đề xuất trò chơi, chúng ta sẽ xem thử đề xuất trò chơi. Đề xuất trò chơi là một dịch vụ thông minh cung cấp các đề xuất trong khi bạn chơi game để các bạn tối ưu hóa trải nghiệm với game mình. Đề xuất bạn bao gồm các mẹo tối ưu hóa. Cái này là khi mà bật cái này, các bạn bật này lên á, thì game nó sẽ được tối ưu hóa lại cho mượt mà hơn ha các bạn. Trợ lý trò chơi này, trợ lý là hình trợ lý các bạn. Đây, ẩn các biểu tượng trên màn chính là các bạn khi mà các bạn thêm những cái game vào không gian chơi hoặc cứ dùng cái không gian chơi á, thì nó bị ẩn trên màn hình chính đi, nó không còn thấy nữa. Hình động khởi chạy. Ok, chúng ta sẽ bật lên hết luôn. Hãy vào khi mà các bạn vuốt cái này lên đi. Khi có không gian chơi này, các bạn vuốt lên thì nó thì trên này nó sẽ hiện đầy đủ tất cả các thông báo. Nó sẽ cho chúng ta ba chế độ lựa chọn, thì ba cái chế độ này Vui Cùng clip trước trong cái không gian trò chơi trước á, Vui Cùng Oppo cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi, thì các bạn có thể vào kênh Vui Cùng Oppo để xem lại những cái thông tin này ha. Ok, chúng ta sẽ chọn
chế độ pin yếu nè. Đấy, chế độ pin yếu thì màu sẽ khác lại. Chế độ thi đấu nè, lên màu đỏ. Tức nghĩa là khi mà các bạn chọn chế độ cao maximum á, thì máy nó máy hoạt động rất là liên tục, thì nó có thể là nó bị nóng máy hao pin. Đấy. Chế độ cân bằng lại màu rất là ôn hòa. Đấy. Nó sẽ có những cái thông báo nè, tự động điều chỉnh phân giải. Tự động điều chỉnh phân giải là tự động điều chỉnh tiêu độ màn hình tiết kiệm pin. Đấy, khi mà các bạn bật cái này lên đi, khi mà máy mình gần hết pin, nó màn hình nó sẽ bắt đầu tối lại, hay nó điều chỉnh nó mức cân bằng cho mình thôi, nó không tối quá. Hoặc là các bạn bắt này khóa này lại thì có thể là khi mà các bạn chơi game, máy của chúng ta gần hết pin và chúng ta khóa này lại thì máy nó sẽ không có bị tối màn hình. Khởi chạy nhanh các trò chơi của bạn trong không gian trò chơi. Thì cái này các bạn bật cái này lên thì khi bạn càng mở game đó thì các bạn có thể là nó sẽ truy cập rất là nhanh. Đấy, và cái hai cái mà điều mà muốn nói với các bạn là chặn thông báo và chặn cuộc gọi. Đấy, thì nó khi các bạn chặn này lại, chặn bật cái này lên và các bạn chơi game vào trong không gian trò chơi. Đấy. Đấy, chúng ta bật này lên mà chúng ta vào game này trong ở trong không gian trò chơi này nha các bạn, thì tin nhắn hay cuộc gọi tới bắt đầu nó sẽ không thông báo, nó sẽ bị ẩn đi, nó không làm phiền chúng ta, để tránh chúng ta trong quá trình chơi game á thì nó bị lắc hoặc là nó bị đơ máy thì nó bị ảnh hưởng. Cho nên là cái không gian trình nó sẽ tối ưu hóa cho chúng ta. Và cái thay đổi trên cái Android 11 so với Android 10 là thứ nhất là về giao diện nè, về những cái thông số sẽ khác hơn, về những cái đồ họa nó mang cho chúng ta một tính chất là chuyên nghiệp hơn. Hãy nhìn bạn, chúng ta kéo qua sang bên hồng nó có gì thay đổi không nè. Nó có thêm một cái tính năng là chụp và quay màn hình. Khi bạn bật này lên thì có thể là chúng ta sẽ này những game này, những cái chụp màn hình trên game á các bạn, thì nó sẽ hiểu, nó sẽ qua đây cho chúng ta bốn màn hình mà chúng ta đã chụp. Đấy. Đây. Bật xem thêm được không? Quản lý trò chơi. Cái này thì cũng như cái nãy mình giới thiệu là mình có thể thêm được cái không gian trò chơi vào. Đấy. Và các bạn có thể trải nghiệm xem máy chúng ta nó được ở phiên bản bao nhiêu, thì các bạn có thể check không gian trò chơi của mình. Và các bạn không biết làm sao mà để coi xem có phiên bản mình mới nhất hay không, thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn là các bạn có thể truy cập vào không gian trò chơi, các bạn tìm ứng dụng và các bạn sẽ gửi cái phiên bản không gian trò chơi của mình về cho kênh Vui Cùng Bộ ở comment bên dưới, hoặc là cái link đường link Facebook Zalo, thì Vui Cùng Bộ sẽ check giùm các bạn máy các bạn ở phiên bản bao nhiêu. Và các bạn hãy nên cung cấp cho mình là số model của máy nè, máy bạn đang sử dụng model gì, ví dụ như là Reno 2F ở phiên bản Android 10 và không gian trò chơi của mình là 2.0.60 đó, thì bạn hãy nhờ Vui Combo sẽ check giúp cho các bạn xem các bạn có thể nâng cao lên được nữa hay không. Và sắp tới cũng có khá là nhiều những cái model sẽ được cập nhật mới liên tục, thì các bạn có thể đăng ký kênh Vui Combo sẽ hướng dẫn cho các bạn để ra những một được những cái trải nghiệm hấp dẫn nhất và hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.